Vâng, xin chào anh em, đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quanta, tin tức ngày 30 tháng 3 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Hai lãnh đạo xã ở Thừa Thiên, Huế bị cho thôi việc vì sử dụng bằng giả. Và thông tin từ báo Người Lao Động thì một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân và một chủ tịch Hội Nông dân xã Thừa Thiên, Huế bị kỷ luật cho thôi việc do sử dụng bằng tốt nghiệp là giả. Vào ngày 29 tháng 3, từ huyện ủy Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, Huế xác nhận vừa tiến hành xử lý kỷ luật hai cán bộ xã Quảng Thành do hành vi sử dụng bằng giả. Và theo đó, ông Đào Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và ông Ngô Hợp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Thành bị kỷ luật, cách hết các chức vụ về mặt đảng, chính quyền và cho nghỉ việc vì lý do trên. Và trước đó thì cơ quan chức năng huyện Quảng Điền nhận được phản ánh về việc một số cán bộ xã Quảng Thành có hành vi sử dụng bằng giả trong quá trình công tác tại địa phương của mình. Và sau khi nhận thông tin phản ánh thì huyện ủy Quảng Điền đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ. Thì kết quả xác minh ban đầu thì cho thấy ông Cường và ông Hợp đã dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả khi làm việc tại địa phương. Và đó là thông tin ngày 30 tháng 3, một thông tin hữu ích cho anh em. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ và một comment để cho biết ý kiến của anh em ở dưới video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký vào chuông và chia sẻ để cho mọi người cùng biết và cùng bình luận phía dưới video của tôi nha. Tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày mới thật vui vẻ.